tóm gọn lợn bố tại hang ổ, sư tử không ngờ kẻ thứ ba xuất hiện. Mệt ngoài sau nỗ lực tìm kiếm và hạ gục con mồi, sư tử bất đắc dĩ rơi vào cuộc chiến sống còn với một kẻ thù vô cùng khó chịu. Sư tử châu Phi và loài sư tử nói chung là những động vật ăn thịt mạnh mẽ, có cách săn mồi vô cùng quyết đoán và đầy khôn khéo. Trong nhiều trường hợp, sư tử không cần truy đuổi con mồi, mà có thể thầm lặng tiến đến rồi tung đòn kết liễu một đoạn video đáng kinh ngạc được quay tại công viên quốc gia serengeti tanzania đã ghi lại cảnh một con sư tử lần theo dấu vết mai phục rồi tóm gọn một con lợn bướu ngay tại nơi trú ẩn của nó thế nhưng lợn bướu là loài động vật không dễ đầu hàng có thể thấy rằng con sư tử đã vô cùng vất vả để khống chế đối thủ ngay cả khi bị ngoạm chặt ở cổ nó vẫn cố gắng dạy dụa và tìm cách thoát thân sau một hồi quần thảo sư tử cuối cùng đã chiếm được thế thượng phong thế nhưng một con linh cẩu bất ngờ xuất hiện và tham gia vào cuộc chiến